Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của Bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát thì tập này được mang tên là Thánh Thành Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước, trước thì um, Dịp Diệp Hàm đã tìm chặn đường giết 10 tên cường giả trẻ tuổi của Dư Quan Thánh Địa nhưng mà mới giết được 6 tên thôi trong đó có một tên À, có cái vũ khí kim cương trác mà thực lực thì lại ở bí cảnh đạo cung tầng thứ nhất nữa, à, bí cảnh tứ cực nữa, hơn một đại cảnh giới so với diệp phàm, nhưng mà diệp phàm vẫn đánh thắng, ừ, rồi đoạt được cái lưu cái kim cương trác cái vũ khí cực đạo của cái tên đó luôn. thì cái kim cương trác này là vũ khí do um, các đời của diêu quan thánh địa, à, các thánh hiền nhiều đời đúc kết mà thành thì cái kim cương trác này á nó là cái vòng màu tròn tròn giống như cái thứ mà ở trong khi mà ông thái thượng lão quân uh, đánh tùng ngũ không đó dùng cái vòng tròn tròn đó đánh đó nó thuộc dạng như vậy đó sau khi giết xong tên này thì um, Dịp hầm thu luôn cái kim cương trác đó giữ làm của riêng rồi sau đó hắn tiếp tục hành trình thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người xem truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người ba ngày sau, An Châu truyền ra tin tức hai vị đệ tử của trưởng lão Dư Quang Thánh Địa bị đánh chết, chỉ còn lưu lại hai cái đầu, thân thể hóa thành tro bụi. Manh mối duy nhất là mỗi cái đầu có khác một chữ Diệp, chữ viết cứng cáp có lực, trang ngập sát khí và khiêu khích. Diệp Hàm đánh gục đệ tử của Diêu Quang ở An Châu, tin tức này lan đi rất nhanh, rất nhiều người vọt về hướng này. Vẹn vẹn chỉ cách nhau có mấy ngày, Cung Châu lại truyền tới thêm một tin tức, Diệp Hàm đại chiến với ý tận thái của Dư Quang Thánh Địa, vận dụng kim cương trác đánh cho đối phương thành tro bụi tin tức này vừa truyền ra khiến cho rất nhiều ốc đảo chấn động nhất là những nhân vật cao tuổi đều biết kim cương trác là vũ khí của một vị đại nhân vật diêu quan thánh địa đã xảy ra chuyện gì rồi Trọng bảo của diêu Quang lại ở trong tay của diệp phạm, đánh đệ tử của diêu quan thành tro bụi các người còn không biết rồi một mạch của các trưởng lão lánh đạo diêu quan muốn tranh đoạt vị trí thánh tử của nhánh diêu quan chính thống phái ra mười mấy đệ tử tới giết diệp phạm á rất nhiều tu sĩ ở các ốc đảo phụ cận đều bắt đầu bàn tán. Đây là khiêu khích trắng trợn mà, như quan thánh địa cho mười đại cao thủ đuổi giết Diệp Phạm, kết quả là ngược lại bị cái này giết luôn. Diệp Phạm thực sự ở An Châu và Công Châu hay sao? Có phải là do người khác giả dạ, dạng làm không vậy? Hắn là hắn rồi, có người tưởng mắt nhìn thấy hắn dùng kim cung trắc với thần thái mà, tuyệt đối đúng là hắn rồi. Đám người dương nghị, cổ lực thiên bị giết ở cái vùng đất màu đỏ, đến bây giờ còn chưa ai phát hiện ra mới chỉ biết hắn giết ba người đã khiến thế giới bên ngoài đại loạn rồi. Chiều tối, nhóm lửa lên, Diệp Hàm, Đồ Phi và Hát Hoàng hội hợp một nơi. Mạnh mẽ lắm, người của Dư Quang Thánh Địa mà biết thì sắc mặt sẽ xám lại đó. Đồ Phi sau khi biết kết quả liền nói. Thật hy vọng người có thể đánh dở nguyền rủa, bước vào tướng cực bí cảnh, tái hiện phong thái vô thượng của thánh thể thái cổ. Diệp Hàm nói. Bây giờ chỉ mong tới thánh thành bắt giật thôi, trăm vạn cương nguyên chỉ trong cậy vào vật liệu đá của thánh địa mà thôi. <laughs> Mười đại cao thủ còn lại, một người cuối cùng, nếu bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức truyền ra hẳn là chấn động bắt giật. ta thực sự muốn xem sắc mặt của Diêu Quang Thánh Địa lúc đó đó nha. Hai ngày sau, Diệp Hàm, Đồ Phi, Hắc Hoàng tìm thấy người cuối cùng ở cung châu. Hắn vẫn dùng kim cương trác đánh gục đối phương, trước nhiều người nghe tin mà tới, tận mắt nhìn thấy. Cư Hạo Nguyệt, Hạ Cửu U và một số thánh tử cùng xuất hiện ở đây, Diệp Hầm nhìn thấy bọn họ từ xa, cùng Hắc Hoàng và Đậu Phi trực tiếp vượt qua hư không rồi biến mất. Không tiến vào thứ cực bí cảnh thì hắn tuyệt đối không chiến đấu với những thánh tử này, cố gắng tránh mặt. Tất cả mọi chuyện ở An Châu và Cung Châu đã xong, Diệp Hầm tiến bước tới Bắc Vực. Đi tìm Lý Hắc Thủy, hơn nửa năm qua hắn vẫn thường lui tới ở Thánh Thành. Đó, đó là tin tức trước khi đi, Đậu Phi báo cho hắn. Diệp Hàm sau khi ra đi, An Châu và Cung Châu chấn động, thi thể ở sâu trong mặt đất màu đỏ cuối cùng bị phát hiện. Sáu chữ diệp, nhìn mà ghê người. Dư quan thánh địa chấn động, rất nhiều tu sĩ bắt vực chấn động. Một mạch trưởng lão lánh đời của Dư Quang phái ra 10 đại đệ tử đến đuổi giết Diệp Phàm kết quả là toàn bộ đều bị giết ở An Châu và Cung Châu. Đây là một cái tác vô cùng vang dội, khiến Dư Quang Thánh Địa mất hết mặt mũi. Khi gọi là 10 đại cao thủ trở thành trò cười, tất cả đều bị một mình Diệp Phàm giết chết ngay cả trọng bảo của đại nhân vật của Diêu Quan Thánh Địa, Kim Cương Trác cũng rơi vào tay của Diệp Hàm. Đây đúng là một chuyện quá dọa người. Một chữ Diệp, mười cái mạng, mười đại đệ tử của các trưởng lão Diêu Quan lánh đời đều chết, tạo nên một cơn sóng gió ngập trời khiến rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin nổi. Đó là mười đại tinh anh của mạch lánh đời của Di quan Thánh Địa mà Ngay cả không so được với đệ tử kiệt xuất của dòng chính Thì cũng tuyệt đối rất phi phạm Lại bị mình thánh thể quan cổ dịp phạm dứt sạch ha Chuyện này quá khiến cho người ta khó tin nổi đó Hầu hết mọi người đều chỉ nghe nói Chứ không tận mắt chứng kiến trận chiến này Nhưng vẫn lan truyền đi sôi trào như sóng biển Các đại thánh tử tuổi trẻ đều tỉnh táo lại Bọn họ không chú ý tới thực lực của dịp phạm hiện giờ dù có tiến vào ngũ trọng thiên thì bọn họ cũng không để trong lòng. Nhưng chẳng may hắn có thể đánh vỡ nguyện rủa Tiến vào thứ cực bí cảnh thì làm sao? Mọi người nghĩ tới lúc đó thì đều không rét mà rung. Ngay cả thần phương thể cơ hạo nguyệt và hạ cửu u cùng đám người thiên tư ngút trời cũng đều phải trầm tư. Tuy nhiên gần như tất cả mọi người đều không tin rằng Diệp Phạm có thể phá vỡ nguyện rủa Bởi vì dù là thánh thể hoang cổ được đại thánh địa bồi dưỡng cũng chỉ ngừng lại ở đạo cung bí cảnh mà thôi cơn sông gió này bắt đầu cuốn động dịp hàm đi trên đường nghe được rất nhiều nửa tháng sau rốt cuộc hắn cũng tiếp cận thánh thành bắc vực dịp hàm đi một đường về hướng bắc bay mười mấy ngày lướt qua trăm núi ngàn sông cũng không biết đi qua bao nhiêu vạn dặm rốt cuộc cũng tiếp cận thánh thành bắc vực thánh thành bắc vực tuyệt đối ở vị trí trung tâm trên cái vùng đất màu đỏ này cũng nổi danh giống như cổ quán thái sơ là thần địa được cư dân bắc vực tôn sùng tiết trời đã vào cuối thu thời tiết rất lạnh trên những cành cây khẳng khiu thỉnh thoảng còn có một hai chiếc lá khô, còn lộ vẻ ngoan cường bám lại. Vùng ốc đảo của Thánh Thành này cực kỳ rộng rãi, phạm vi có thể tới mấy vạn dặm, rất nhiều thành trấn, nếu so với các châu khác thì cũng phải ngang với Thánh Châu. Ngay cả thủ phỉ to gan lớn mực cũng không dám tới ốc đảo này mà cướp bốc, vì thế lực khắp nơi đều có nhân mã ở nơi này. Gió bắc cầm cầm cuốn đi cây cỏ, tuyết đầu mùa cũng sắp sửa tung bay. Trên đường đã có rất nhiều người mặc áo da thú rồi, Đường lớn trong thánh thành rất rộng rãi, mười mấy cái xe ngựa đi song song cũng không có vấn đề gì. Ngoài cư dân bắt vực thỉnh thoảng còn có tu sĩ bay qua trên bầu trời. Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Phàm và Thánh Thành còn chưa tới 600 dặm. Hai bên đường là những ngọn núi cao ngất, khí thế nguy nga. Con đường lớn bằng đá này giống như là do người ta chém núi mở ra vậy. Khi còn cách Thánh Thành không tới 200 dặm, người trên đường rõ ràng không ít. Dị thú chen chút lao đi, nhanh như gió như điện phần lớn đều là tu sĩ bỗng nhiên tiếng sấm vang rền truyền đến mấy chục kỵ sĩ như thủy triều tràn tới không thể không nói những người này thực sự rất kiêu ngạo bọn họ cưỡi thú mà đi chừng bước giữa không trung cách mặt đất khoảng mấy thước chạy dọc theo đại lộ tiếng thú hống ầm ĩ giống như một trận cuồng phong gầm thét tràn qua khiến cho nhiều người đi đường râu tóc bị thổi tán loạn không ít người trợn mắt lên mà nhìn có thể thấy rõ ràng rằng đó là những con lông ma chân có móng vuốt như con báo đạp hư không mà đi rõ ràng rất bất kính với người đi đường người cửi thú trên không trung cho thú chạy rất nhanh căn bản là chẳng coi cảm nhận của mọi người vào đâu nhằm thẳng về hướng thánh thành trong nháy mắt đã biến mất người bình thường tuyệt đối không dám như vậy bởi vì đi vào thánh thành đa số đều là tu sĩ làm như vậy thật dễ đắc tội với người khác đây là đệ tử của thế gia thái cổ sao chứ thật sự là quá kiêu ngạo mà bước trên đầu chúng ta mà đi á người trên đường đều vô cùng bất mãn thôi đi đừng có phàn nàn làm gì chẳng may bọn họ nghe được tới tìm ngươi lúc đó ngươi lại gặp đại họa đó có người khuyên tao cảm thấy như là người của hoàng kim gia tộc ở bắc nguyên bọn họ có lẽ là vô tình hình như có việc gấp á con cháu của một vị đại năng trong gia tộc hoàng kim đắc tội với một thiếu chủ của thiên yêu cung song phương đại chiến một hội lưỡng bại câu thương hơn phân nữa là bọn họ chạy đi vì việc này rồi còn chưa tiến vào thánh thành mà diệp hàm đã cảm thấy phía trước đúng là một nơi phong vương tụ hội mà thành này hội tụ mọi người trong thiên hạ có hoàng tộc trung châu có gia tộc hoàng kim bắc nguyên thậm chí có cả bậc đại năng của nam lĩnh cũng có cả các thánh địa đông hoang sau đó không lâu diệp hàm rút cuộc cũng tới gần đệ nhất thánh thành của bắc vực đây là một chốn thiên đường, bên ngoài thánh thành trong phạm vi 150 dặm, cây cối tươi tốt, không cảm nhận được biến hóa của bốn mùa. Mặc dù đã cuối mùa thu nhưng nơi này vẫn xanh biếc một màu, chẳng hề lạnh lẽo chút nào, giống như ngày xuân, gió mát thổi tới, cỏ cây phong phú, linh tuyền róc rách. Linh khí vô cùng nồng đậm, cao hơn mấy lần so với địa phương khác, cổ mọc che trời, cao tới hơn năm thước, giống như những ngọn núi nhỏ, chạy cây duỗi hướng lên bầu trời, dây leo rậm rạp giống như cầu lông leo khắp vách đá. Đã tới cuối thu rồi mà nơi này sao vẫn sinh cơ bừng bừng như vậy ha? Có người cũng giống như dịp phàm nghi hoặc hỏi người đi đường. Thánh thành trường tồn từ xa xưa, nó ảnh hưởng tới môi trường của cả vùng này. Có người đáp. Sau nửa khắc tập trung, Diệp Phạm rốt cuộc cũng nhìn thấy thánh thành trong truyền thuyết, khiến cho hắn rung động rất lớn. Cổ thành cực kỳ hùng vĩ, tường thành giống như một con thương lông nằm ngang liền miên không dứt tựa như dùng đồng đúc thành sáng bóng lấp lánh ánh kim loại cửa thành to lớn cao thế trầm thước khí thế mênh mông cực kỳ hùng vĩ từ xa xa nhìn lại cổ thành khổng lồ này khiến cho người ta có cảm giác áp bức tới hít thở không thông thì ra đây là trung tâm phong dân của bắc dực từ xưa tới nay truyền thuyết về thánh thành rất nhiều tìm đọc các loại điển tịch, mọi người đều giật mình phát hiện ra nó thực sự rất cổ xưa. Căn bản là không thể tìm lại ngược dòng lịch sử xem nó bắt đầu từ niên đại nào. Từ khi có văn tự ghi lại tới nay, thánh thành này chưa bao giờ sửa chữa, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng rồi. Thần thành cũng là tên của nó, tương truyền vô số năm tháng trước, nó lơ lửng giữa không trung, vào thời đại thái cổ mới hạ xuống trên mặt đất này. Cổ thành này còn lớn hơn đô thành của đại quốc rất nhiều lần, hung vĩ bao la cực kỳ, nếu không phi hành, đi bộ như phạm nhân thì muốn đi qua thành phải mất một ngày. Bên trong thành đông đúc phi thường, đền đài sang sát, phố cổ rộng lớn. Đỗ Thạch Phường, Tiên Nhân Lâu, Phong Nguyệt Cung, Thánh Chủ Khuyết, Yêu Vương Cát, cái gì cần có cũng có. Hết sức xa hoa, phạm nhân và tu sĩ hỗn tạp. Trong thành người đến người đi, có một nửa đều là tu sĩ. Ở địa phương thế này tất cả mọi người đều không dám làm cái gì lỗ mãn. Nói không chừng lại chọc phải con cháu của một gia tộc cổ xưa nào đó mà không hay ho hơn thì có thể trực tiếp dẫm lên chân của một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa. Những chuyện này không phải là không có khả năng phát sinh, bởi vì trong thánh thành này không hề ít người như vậy lui tới. Diệp Phạm phát hiện ra ánh mắt của hắn không thể bao quát nổi nơi này. Cổ thành khổng lồ, bố cục huyền ảo, hắn hoài nghi một số cung điện cũng cổ kính như cái tòa thành này vậy. Trên đường phố Phùng Hoa thỉnh thoảng lại xuất hiện một cung điện rất rộng lớn, rừng cột được chạm trổ hoa lệ như hoàng cung, đây là nơi nào vậy? Thỉnh thoảng hắn lại hỏi người qua đường Đây là nhà trọ do ngũ hành cung mở Cũng coi như không tội Cả một cung điện mà làm khách sạn Lại còn coi như không tội hả? Diệp Hàm hơi ngẩn ra mà nhìn trân trối Không đi quá xa Lại thấy cả một vườn ngựa uyển Cảnh trí tuyệt đẹp Lâu các nguy nga xanh vàng rực rỡ Còn đây là nơi nào vậy? Đây là đỗ thạch phường Mà quy mô hơi nhỏ nha Đề nghị ngươi đi tới đỗ thạch phường của những thánh địa khác đi Người bên cạnh đáp Cả dự ngữ uyển như vậy mà lại coi là đổ thạch phường cỡ nhỏ hả? Dì Phạm thực sự là không biết nói cái gì nữa Sau đó không lâu hắn lại nhìn thấy một số lộ cát treo giữa không trung Không hề hỗn loạn mà những nơi nó lơ lửng đều theo quy luật lịch sự mà tao nhã Dì lão bá này xin hỏi nơi này là nơi nào vậy? Dì Phạm không thể không tiếp tục hỏi người đi đường Ngươi lần đầu tiên tới Thánh Thành đó hả? Một lão giả hơn trăm tuổi ven đường nhìn hắn, nói Ở đây là một quán rượu, cũng tạm được. Diệp Hàm sơ sơ cầm, thực sự không biết nên nói cái gì nữa, tất cả đều rất xa hoa. Lão già kia lại nói cũng đâu có đủ nguyên thì có thể lên đó ăn bữa cơm, thức ngon gì trong thiên hạ đều có đúng không? Nữ tu sĩ rót rượu, đánh đàn cho khách cũng có nữa, Bên trong thành không có người phi hành, ngay cả tu sĩ cũng giữ nghiêm quy định. Trên đường phố đông đúc, dùng người lui tới chèn vai thích cảnh. Dịp hàm đi một lát nữa, cuối cùng cũng tới được một cái chỗ yên tĩnh. Đây là một đạo quán, không to lớn nhưng lại chiếm phạm vi rất rộng. Ở xung quanh có trồng rất nhiều cổ thụ, xanh tốt vô cùng. Đạo quan tháp thoáng trong hồng trần vạn trượng so với những nơi khác thì yên ắng hơn nhiều, có một loại cảm giác trở về. Đây đúng là một địa phương thực đặc biệt dường như có ý vị đại đạo lưu chuyển. Rõ ràng có rất nhiều người ra vào nhưng lại vẫn rất thanh tĩnh. Đại thúc nè, cho ta hỏi nơi này là nơi nào vậy? Tại sao lại có đạo quan? Diệp Hàm hỏi một vị trung niên mập mạp hơn 40 tuổi. Dường như đã biết người mới tới thánh thành này rồi hả? Lại là những cái lời này, mỗi lần hắn hỏi người khác đều nghe thấy câu như vậy. Trung niên mập mạp trông có vẻ phúc hậu này cười rồi nói. Ồ, à đây là thạch phường của Đạo nước thánh địa tương đối có danh tiếng đúng là một địa phương không tệ gần đây thánh nữ của bọn họ thường xuyên lộ diện thường trú ở nơi này thanh niên nếu mà muốn ngắm dung nhan của nàng thì không nên bỏ qua cơ hội này đâu điệu cười của đại thúc sao lại đáng khinh như vậy chứ <laughs> người không biết thôi sắp tới nơi này sẽ rất náo nhiệt á cũng không biết ở đâu lại nhảy ra tám kẻ điên tuyên bố phải thắng được thánh nữ tại đạo nhất thánh địa đổ thạch phường á Đại thúc nè, ta thấy ngươi đúng là rất xấu xa đó. Diệp Hàm liếc nhìn trung niên mập mạp này. Tám kẻ điên này rất có lai lịch nha. Thái thượng trưởng lão của Khương Gia cũng không thể áp chế được bọn họ nữa. Tám người bọn họ lấy ra một cái ngọc nhãn màu đỏ. Lão già Khương Gia phải xoay người rồi đi. Tám người nọ có lai lịch gì? Diệp Hàm ngạc nhiên hỏi. Ai mà biết chứ? Trung niên mập mạp lẩm bẩm một tiếng rồi nói. Được thôi, chúng ta cùng vào xem không? Diệp Hàm uyển chuyển từ chối, trung niên mập mạp cười hăng hắc lắc lắc cái mông lớn trông hơi đáng khinh một mình đi vào bên trong đảo nhất thánh địa đổ thạch phường có người còn muốn thắng về cả thánh nữ của thánh địa nữa đúng là vụ làm ăn kinh người mà tuy nhiên như vậy cũng tốt nhiều người như vậy dễ dàng giúp ta đục nước béo cò trong thánh thành này dịp hầm lẩm bẩm đi được một đoạn phía trước liền có một cái hồ nước rất lớn màu xanh lam giống như một khối ngọc bích khổng lồ được khảm trên mặt nước vậy dòng người bắt đầu khởi động không ít người đi tới bên bờ hồ dương liễu đông đưa gió mát thổi tới trong hồ có rất nhiều thuyền rồng tiếng sáo du dương truyền tới dịp hàm phát hiện ra trên bờ đa số là thanh niên khi hắn nhìn lại liền cả kinh ở sâu bên trong hồ lớn trên bầu trời có mây mù bao phủ còn có rất nhiều thuyền lớn trôi nổi lơ lửng lại có một số lầu cát cung điện đây là nơi nào dịp hàm nghi hoặc hỏi Lần này thì cũng không có ai nói hắn là lần đầu tiên đến nữa Mà lại bị nói sách mé Đã đến đây rồi mà còn giờ dịch mình là thiếu niên ngây thơ hả Đại ca nè Ta thật sự không biết đây là nơi nào cả Xin giới thiệu một chút được không vậy Diệp phàm khiêm tốn học hỏi Cả dòng người kéo tới hai bên bờ hồ liễu rủ Năm nhân nọ liếc nhìn hắn rồi nói Diệu dục âm nổi tiếng thánh thành Ngươi không biết hả Diệu dục âm là nơi nào vậy Ta lần đầu tới thánh thành mà Diệp Phạm nói Tất nhiên là một trong mười nơi phong nguyệt của Thánh Thành rồi Gần đây truyền nhân của Diêu Dục Âm sắp xuất thế Ta đoán rằng một số thánh tử và truyền nhân của thế giả Thái Cổ còn lén lút tới nơi này Ngươi lần đầu tiên tới Thánh Thành thì tới đây là đúng rồi Ta thật sự là muốn biết một chút đó Nhưng đúng thật là trước đây ta chưa biết cái gì cả Năm nhân này liếc hắn rồi nói Buổi tối nơi này mới là náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, tiên hộ lấp lánh, lầu quỳnh ngọc điện ở trên bầu trời hiện ra, thuyền ngọc đi ngang trời, Truyền nhân kiệt xuất của Diệu Lục Âm xuất thế, mỗi thánh tử và thanh niên thế gia thái cổ đều âm thầm tới đây. Tiếng tâm của Diệu Dục Âm này lớn như vậy sao? Diệp Phạm kinh ngạc. Diệu Dục Âm kế thừa cổ kinh, thế lực khổng lồ vô cùng, tiếng tâm tất nhiên phải lớn tới cực điểm rồi, không hề yếu hơn thánh địa bao nhiêu đâu. Thánh thành có 10 nơi phong nguyệt lớn, Diệu Dục Âm chưa nói tới nội tình và thực lực, chỉ đơn thuần nói về phong nguyệt đã xếp trong ba thứ hạng đầu Nghe nói âm chủ mỗi đời của bọn họ đều có quan hệ khó nói với một số thánh tử. Những thánh tử kia về sau có người lại trở thành thánh chủ. Bên cạnh hồ nước khổng lồ có cây cối xanh um, những tảng đá kỳ lạ khắp nơi. Từ trúc tung bay, người lui người tới không dứt, rất nhiều người đi qua nơi này đều dừng lại nghỉ chân. Bỗng nhiên có một con thuyền ngọc cắt ngang phía chân trời. Đi vào trên không trung của hồ lớn, mây khối lượng lờ, sương mù bao phủ. Rất nhiều điểm sáng lóe lên, mờ ảo mà thánh khiết, những tiếng nhạc tuyệt mỹ Uyển chuyển sâu kín Phiêu đảng vang lên Khiến cho người ta như mê như say Giống như tiếng nhạc từ trên chín tầng trời Động lòng người vô cùng Gục rửa tâm linh của người khác Cựu nhân của Diệu Dục Âm tới rồi An Diệu Y Nhất định là nàng rồi Sớm đã nghe nói nữ đệ tử của Diệu Dục Âm sắp xuất thế Có một số đệ tử của thế gia Thái Cổ Được gì nàng mà tới Thánh Thành Nàng là âm chủ tương lai của Diệu Dục Âm Chẳng lẽ thực sự lại tới nơi đây nói như vậy thì đệ tử của thánh địa và thế gia thái cổ hẳn phải tranh đấu gay gắt rồi thuyền ngọc có năm màu bảy sắc phía trên có một nữ tử đang đứng y phục toàn thân trắng như thuyết nhẹ nhàng tung bay biểu lộ hoàn toàn vẻ đẹp hoàn mỹ động lòng người của nàng hầu hết mọi người ven hồ đều là tu sĩ thì lực tất nhiên rất tốt có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của nữ tử này nàng giống như minh châu tỏa sáng xuất trần và tú lệ vô cùng vẻ đẹp như ẩn như hiện ngọc cốt trời sinh dung nhan gần như hoàng mỹ, không tìm ra chút tỳ vết. Diệp Phàm cũng chấn động từ tận đáy lòng, nữ tử tên An Diệu Y này quá thực cực kỳ xinh đẹp, có thể so sánh với nhan như ngọc, không thể tìm ra chút khuyết điểm nào cả. Nàng tuy vậy có vẻ trẻ mới có 18-19 tuổi, thân thể nhỏ nhắn mềm mại giống như tiên ngọc được tạc tỉ mỉ mà thành. Da thịt như tuyết, giống như mang theo sương lạnh, Đến nhất định là An Diệu Y Ta đã nghe nói từ sớm lại chung mạo của nàng vô sông Khó thấy tại Đông Hoang Là một dĩ gia nhân tuyệt đẹp Đáng tiếc là lại sinh ra ở môn phái này Đúng là Minh Châu trong bùng mà Có người lắc đầu thở dài Giống như rất tiếc hận vậy Diệu Dục Am có thanh danh thực sự không thuốc Bằng không cũng không thành nơi phong nguyệt của Thánh Thành Điều này có liên quan tới việc tu luyện của bọn họ Tuy nhiên phong thái tuyệt thế của An Diệu Y Lại không hề nhiễm chút bụi rừng tươi đẹp mà lạnh lùng, toàn thân như băng ngọc, thoạt nhìn vô cùng xuất trần và thánh khiết. Đây là một loại cảm giác tương phản mãnh liệt. Không ít người đều đoán rằng nàng là một vưu vật tuyệt vời, giống như nước mùa xuân hóa thành, nhưng mà không ngờ lại băng cơ ngọc cốt như thế này. Ánh sáng lấp lánh, An Diệu Y đứng bên trên thuyền ngọc, mái tóc đen tung bay, áo trắng phất phơ, cả người giống như không nhiễm bụi trần, như tiên tử trên cung trăng, so với thánh nữ của thánh địa cũng thánh khiết hơn. Thần sắc Diệp Phàm bình thản, hắn cũng không thể tin nổi trời sinh nàng lại có khí chất băng khiết như vậy hắn cảm thấy an dịu y muốn thu hút người khác một thế lực vốn có thanh danh không tốt lại nuôi dưỡng một nữ tử như thần nữ thánh nữ như vậy hoàn toàn là muốn sử dụng lòng người bởi vì bọn họ tu luyện cuối cùng là ngọc liên nhiễm bụi trần không có khả năng mãi vẫn suốt trần mà cuối cùng phải rơi vào nơi phong nguyệt làm như vậy lại càng hấp dẫn người khác càng khiến cho người ta động lòng tạo hình một nữ tử thanh cao không thuộc nhân gian cũng chỉ vì muốn động lòng người khác mà thôi Ngươi cười thật là tà ác nha Có ý đồ gì vậy Nam nhân từng nói cho Diệp Hàm chút tin tức kia hỏi Diệp Hàm cười cười nói à, không có gì Ta chỉ cảm thấy dịu dục am này thật không tầm thường Có thể đóng gói lễ vật đẹp như vậy Lúc này mới có thể câu được cá lớn Ngươi đang nói cái gì vậy Diệp Hàm cười khẽ rồi nói Thứ không có được thì mới là thứ tốt nhất đắp nặng trên một tiên tử cực kỳ cao xa như vậy sau đó thỏa mãn một số ít người cho họ cơ hội đánh rớt nạn xuống phạm trừng, giống như lời của ngươi nói vậy đệ tử của các thánh địa và thế gia thái cổ hơn phần nữa sẽ bị câu tới đây nam nhân này phản bác ngươi nói sai rồi an diệu y sau khi sinh ra đã có tiên quan phát ra xinh đẹp trời sinh thánh khiết xuất trận cũng chẳng phải là do đắp nặng mà thành đâu họ oh, nói như vậy thì ta nói sai rồi sao Dì Phạm nói gì cũng không tin vào lời đồn đại như vậy Dịp dục am này tôi rằng thanh danh không tốt Nhưng mà ăn diệu y đúng là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng đó Nam nhân này vẫn cố gắng bảo vệ nàng Khói miệng của dịp hàm lộ ra một nụ cười nhạt nói Người mới nhìn mà đã như vậy rồi Quả nhiên diệu dục am này đúng là thượng thừa Hiểu rõ lòng người Hào quang lóe lên Thuyền ngọc ngũ sắc chìm sâu vào bầu trời trên hồ lớn Nơi đó có lầu quỳnh điện ngọc Mây mụ bao phủ trong rất mơ hồ Ta, ăn diệu y Đêm rằm sẽ gãy một khúc đàn Giọng nói tự nhiên từ bên trong cung điện Trong mây mù truyền ra Rõ ràng mà thanh nhã Nhưng cẩn thận nghe kỹ Lại giống như khiến người ta say mê Trong cao nhã lại có vẻ động lòng người An Dự Y đi tới Thánh Thành Tin tức này được truyền ra rất nhanh Đêm trầm gãy đàn khiến cho cả thành sôi trào Không hề nghi ngờ gì nữa Đêm nay Diệu Dục Hồ sẽ tấp nập người tới Sớm đã có lời đồn An Diệu Y xuất thế, nàng có thể nói là một trong những nữ tử xinh đẹp nhất đông hoang, tiếng tâm truyền khắp thiên hạ. Hiện giờ Sen Ngọc còn chưa dính bùng, đệ tử của Thánh Địa và Thế Gia Thái Cổ đều bị câu dẫn tới. Diệp Hàm rời khỏi dự dục hồ, tiếp tục đi tới. Đi hơn một canh giờ nữa nhưng vẫn chỉ mới đi được một góc nhỏ của Thánh Thành mà thôi. Đi qua hồ nước xanh thẳm, hắn tới một con đường nhỏ cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời đại bề mặt đá lát đường đã bị đi cho bóng loáng rồi toàn nhìn thấy những vườn ngự uyển rộng rãi đền đài liên miên diệp hàm muốn tiến vào trong con đường nhỏ này xem nó có gì đặc biệt chăng hắn rẽ ngang rẽ dọc một hồi vào trong con đường nhỏ này nhưng lại tiến vào một khu phường thị tự do vô cùng náo nhiệt diệp hàm thực sự là giật mình nơi này tuy rằng chỉ là một ít hàng vỉa hè không thể so sánh với những cung điện kia nhưng mà trên mặt đất lại có không ít thứ lục đồng kim tinh, xích hồng ngọc tuỷ, thân huyết thổ, tinh thần thạch. Các loại tài liệu quý báu cần gì cũng có. Rất nhiều đồ vật đều là bảo bối mà đại hát cổ muốn vơ vét để khắc đạo văn. Bên ngoài rất khó tìm. Nhưng mà ở trong một góc nhỏ của Thánh Thành đều có thể tìm đủ. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán Thánh Thành không hổ là trung tâm của Bắc vực, là nơi hội tụ của phong vân trong thiên hạ. Mấy thứ này chỉ có thể đặt ở hàng vỉa hè, nhưng gốc thứ này không biết có tới bao nhiêu khẳng định là có rất nhiều phường thị tự do như thế này. Có thể đoán rằng bên trong những cung điện to lớn kia nhất định còn có những thứ quý báu hơn nhiều. Dịp phạm đi vòng vo nửa vòng lại gặp được không ít dược liệu quý hiếm. Ngọc xà lan, cửu dịp phượng hoàng thảo, xích nguyệt quả, ô ngọc thần liên, hương thơm ập tới tuyệt đối là hàng tốt. Chỉ cần có nguyên đúng là cái gì cũng có thể mua được. Hắn hơi cảm thán, nguyên không phải vạn năng nhưng không có nguyên thì vạn vạn đều không thể. Dịp Hàm vòng vo nửa phương thị đi tới nơi bán vật liệu đá. Những quầy hàng này tất nhiên đều chỉ bày đá tảng mà thôi, hoặc nhìn rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng dịp Hàm lại hơi kinh hãi, những vật liệu đá này đều không đơn giản. Có dính một tia khí tức thái sơ, vừa hỏi giá đã thấy đắt đỏ vô cùng. Là chú thích một cái nha. Ở đây dịch là vật liệu đá, nhưng mà có một số tập thì nó lại dịch là nguyên thạch. Rồi, tiếp tục nha, Cậu thanh niên mua khối vật liệu đá này đi Lấy danh dự ta mà đảm bảo là nó được lấy từ thái sơ đó nha Có khi cắt được bảo bối kinh thiên cũng nên Một ông lão ngồi chùm hởm trên mặt đất Mời một dịp hàm mấy khối kỳ thạch trên quầy Số lượng người đi tới phường thị tự do rất nhiều Thỉnh thoảng cũng có người dừng lại Dịp hàm vừa ngẩng đầu lập tức liền giật mình Ở phía trên không của phường thị tự do Có một thiên cung khổng lồ treo giữa bầu trời Nguy nga bức phàm Chỗ đó là nơi nào vậy? Chẳng lẽ cũng là một nơi phong nguyệt hả? Cậu thanh niên ngươi nói cái gì vậy? Đây là thiên yêu cung bảo khuyết Là một trong bảy phòng đấu giá lớn của thanh thành đó. Thường xuyên có báu vật tuyệt thế được bán ở đó với giá trên trời đó Lão già bên cạnh nói Phòng đấu giá treo lơ lửng ở trên trời Thực sự là xa xỉ mà Diệp phàm không biết nói cái gì Hơn nữa ngày sau mới hỏi Có thần nguyên không vậy? Có, đúng là có đó Xác thực là đã từng được đấu giá rồi Lão già kia gật đầu. Diệp Phạm hít một hơi sâu, hắn cảm thấy đến thánh thành này là đúng nơi rồi. Lão già kia nói. Đó có gì mà lạ đâu, thiên yêu cung bảo khuyết là một trong bảy phòng đấu giá lớn nhất thánh thành. Cái gì cũng từng bán qua rồi, nửa năm trước còn từng bán cả một quyển cổ kinh nữa kìa. Diệp Hàm thực sự kinh hãi, bí điển vô thượng chính là vật truyền thừa của thánh địa mà. Nhưng mà không có đầy đủ, nghe nói chỉ là một quyển tàn kinh, chỉ đề cập tới một bí cảnh mà thôi, Nghe thế nhưng Diệp Phạm vẫn cảm thấy vô cùng giật mình. Thánh thành quả nhiên bức phạm, ngay cả thần vực như thần nguyên, cổ kinh mà cũng có thể đấu giá. Lão già kia cười rồi nói. <cười> Cậu thanh niên lần đầu tới thánh thành phải không vậy? lại nói tiếp nha, mấy ngày nữa thiên yêu cung bảo khuyết sẽ bán đấu giá lòng văn hát kim. Không thể nào, ngay cả cái loại đồ vật đó mà cũng bán đấu giá hả? Đó là thánh vật của đại đế trăm ngàn đời khó gặp mà trong lòng Diệp Phạm chấn động, dư quan thánh binh cực đạo cũng là do Long Văn Hắc Kim chế thành. Hơn chỉ là một khối nhỏ bằng cái móng tay thôi, quá ít đi, người cả đại đế cổ tái sinh nếu muốn rèn thành vũ khí cực đạo cũng không đủ nữa. Diệp Phạm thoáng an tâm, gật gật đầu. Khối huyền hoàng xích kim mà mình nắm ở trong tay khẳng định đủ tạo ra một cái kim cương trác. Có lẽ vào lúc bức đắc dĩ thì hắn có thể lấy nó ra bán đấu giá, đổi lấy thần nguyên, Tuy nhiên chưa tới cái bước đường cùng thì Diệp Phạm tuyệt đối không bán đấu giá vật này. Huyền hoàng xích kim trăm ngàn đời khó tìm, hắn định lưu lại để tự mình rèn thánh binh. Cuối cùng hắn cũng rời khỏi cái phường thị tự do này. Thánh thành quả thực là quá xa hoa, cái gì cũng có. Không chỉ những nơi khiến cho người ta hâm hở tiến vào như yêu vương cát, thánh chủ khuyết, mà còn có đổ thạch phường, những nơi phong nguyệt khiến cho người ta say lòng. Đây cũng là một ma thanh cấp tiến khiến cho người ta có thể chìm đắm trong đó đi vòng vo hơn nửa ngày diệp hàm cũng chỉ mới đi hết một phần nhỏ của nó mà thôi còn chưa được một góc của thánh thành thành này thực sự là quá lớn nghe nói phạm vi gần trăm dặm không được rồi mình phải đi tìm lý hắc thủy ra để cho hắn giới thiệu về thành này diệp hàm cảm thấy hiểu biết của mình như vậy rất phiến diện cần phải có người quen dẫn đường trước đây đồ phi đã nói cho hắn phải làm thế nào để tìm lý hắc thủy Trước khi mặt trời lặn, Diệp Phạm đi vào một con đường nhỏ cổ xưa, tới một cửa hàng bán nguyên thạch rất nhỏ, rốt cuộc cũng tìm được Lý Hắc Thủy. Khuôn mặt của Lý Hắc Thủy ngâm đen, trông mạnh mẽ vô cùng, có vẻ chừng 23-24 tuổi. Là con cháu của đại giặc cướp thứ 8, Lý Hằng. Trước đây Đồ Phi từng nói với hắn, Lý Hắc Thủy muốn có tâm cơ là có tâm cơ, có thủ đoạn là có thủ đoạn, người cũng giống tên, tâm địa đen tối. Cái tên miệng rộng kia còn nói rằng Lý Hắc Thủy không chỉ biết nói, mà đã nói là nhất định làm được. Tiểu tử, ngươi hiện giờ là một danh nhân Bắt được không ai không biết á Yên tâm đi, đi vào thánh thành tìm ta là được rồi Lý Hắc Thủy xem xong tính vật của Đồ Phi liền vỗ ngực nói Trước tiên dẫn ngươi thông thả dạo chơi một chút nha <laughs> Ngươi là chủ nhà mà Tất cả mọi chuyện ta đều nghe lời ngươi Diệp Hàm cười nói Thánh thành có 10 nơi phong nguyệt lớn Dự dục âm, thủy nguyệt tiểu trúc Quảng hàng khuyết là ba lựa chọn tốt nhất Ngươi cứ quyết định đi Lý Hắc Thủy mày rậm mắt to, nhìn rất giản dị nhưng tuyệt đối không thể để bề ngoài của gã mê hoặc. Diệp Phạm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giỡn khóc giỡn cười, nói à, à, Hay là chúng ta tìm một chỗ tùy tiện uống hai chén đi, chủ yếu là ta muốn nhờ ngươi giới thiệu một số tình huống của Thánh Thành thôi, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Lý Hắc Thủy khoát tay chặn lại, vô cùng khách khí, nói Tối nay chỉ có phòng nguyệt thôi, không nói chuyện khác nữa, những chuyện khác ngày mai thì nói sao, ngươi đã đến rồi, ta làm sao lại không chiêu đãi ngươi một chút được chứ. Thanh thành ban đêm đèn đuốc tưng bừng, ánh đèn đầy trời chiếu rọi giống như cơn sóng màu bạc rơi xuống trong thành. Ánh trăng như sóng nhưng bao phủ mặt đất. Thánh thành có thể tự động thu hút tinh lực của chư thiên á. Lý Hắc Thủy giải thích. Ây, thành này quả thực là không tầm thường nha. Diệp Hàm cũng chỉ có thể cảm thán Đêm nay chúng ta đi dự dục am đi Không ngờ ăn dự y lại xuất thế Nữ nhân xinh đẹp nhất Đông hoang lại tới thánh thành Đối với thế hệ thanh niên mà nói tuyệt đối là một đại sự Các đệ tử của thánh địa và thế gia thái cổ nhất định sẽ tới đây Đêm nay khẳng định là náo nhiệt lắm Lý Hắc Thủy cười hăng hắc Thần thành ban đêm cũng không yên tĩnh Mỗi con đường nhỏ cổ xưa đều có người đi lại Tiếng nhạc du dương truyền tới từ mỗi tòa nhà trên đường cái, cung điện nhiều không đếm nổi, xanh vàng rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Nhìn khắp tầm mắt, ánh sáng khắp nơi, tiếng ca sâu kín mờ ảo vọng tới, động tâm tình người ta, khiến cho người ta say mê không thôi. Thánh thành là một tòa thành không có ban đêm, từng cung điện đều có thần hoa bao phủ, ánh sáng nhiều màu nở rộ, cảnh tượng giống như ảo mộng vậy. Diệp hàm nói, thần thành này có phân nữa là tu sĩ sao lại xa xỉ như vậy chứ không giống thần thành mà lại giống như là ma thành khiến cho người ta trầm luôn vậy lý hát thủy cười nói <cười> tu sĩ cũng là người không thể tuyệt tình đều có thất tình lục dục mà đây là thần thành của tu sĩ á ánh sao sáng chiếu xuống ánh trăng như nước cả tòa thành đều được bao phủ trong một cái tầng sa mỏng thần thánh vô cùng đẹp đẽ tiếng hát và tiếng đàn nhẹ nhàng truyền khắp không gian hương rượu thơm từ bầu trời bay xuống những vùng thiên cung rực rỡ lóa mắt đèn đuốc sáng trưng lơ lửng trên bầu trời của con đường à, đủ ngon tuyệt đối là đủ ngon tuyệt thế ủ con ngàn năm đó à lý hắc thủy nhìn lên cung điện trên bầu trời lộ ra vẻ say mê nói chỉ sợ của đại nhân vật trong đó mở tiệc chiêu đãi khách quý rồi hả đại nhân vật cũng cao sang phách lối như vậy hả diệp hàm kinh ngạc lý hắc thủy lắc lắc đầu nói đây không phải là cao sang pháp lối gì đâu Người ở trên cao không tránh khỏi lạnh lẽo Con đường thành tiên vô vọng vô cùng Vì cái gì mà cứ phải khổ tu chứ Đạo tu luyện có hàng ngàn hàng giãn cách Người bất đồng có đạo bất động Có người ở trong hồng trần tự đổ chính mình Nhất là những đại nhân vật kia Tới cảnh giới nhất định sẽ không nhất thiết phải bới quan Mà không ít người chọn trải qua ngũ sắc Tiến nhập vào thế giới hồng trần Tìm kiếm cơ hội đột phá Dịp Phạm lộ ra vẻ ngạc nhiên nói Người biết không ít hơn những điều này không phải là thể ngộ của ta mà là của đại dị gia gia cường đạo mà thôi. Cỡ như chúng ta nhìn hồng trần vẫn là hồng trần, bọn họ lại có thể thấy hồng trần là tiên giới, người bất động, đạo bất động, nhìn vào lại thấy cảnh bất động. Quả là cao minh, đó là vấn đề gì cảnh giới? Di phàm gật gật đầu rồi nói. Hóa ra phụ hoa trong mắt ta người khác lại nhìn thấy tiên giới, hoặc hóa thành chúng bồng lai sinh động. Lý Hắc Thủy nói. Thật ra trong thế hệ thanh niên cũng có người đã đặt tới cảnh giới này ở trong dạng trưởng hồng trần tự mình ngộ đạo. Là ai vậy? Diệp Tham giật mình. Không biết nữa, mấy lão già già cũng không nói rõ nữa. Tuy nhiên ta nghĩ đó cũng chỉ là cảnh giới tinh thần mà thôi. Thực lực chân chính không có khả năng cao như vậy. Nếu không chẳng phải quá dọa người rồi, gần như không có khả năng đâu. Lý Hát Thủy lắc đầu, trên bầu trời cung điện trôi nổi, ánh đèn rực rỡ, hương rượu nồng nàn truyền qua không gian mà tới như say lòng người, tiếng đàn tiếng ca vang lên động lòng người. Hồng Phùng nữa là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa mở tiệc chiêu đãi một vị đại năng rồi. Lý Hát Thủy phỏng đoán. Hôm nay chúng ta đi dự dục âm, lần sau mời người tới túy tiên khuyết thì cũng phải phun ra một cụm máu đó. Mở tiệc chiêu đãi trong này cần tốn bao nhiêu nguyên vậy? Diệp Phạm hỏi, cũng khó xác định lắm tiệc rượu thấp nhất có giá trị 10 cân nguyên tiếng tiệc cực kỳ xa hoa còn tiêu phí cả vạn cân nguyên thậm chí còn nhiều hơn nữa cũng không chừng á diệp phàm nghe tới đây lập tức phải hít một hơi khí lạnh thế này cũng quá xa xỉ rồi một bữa cơm mà tốn cả vạn cân nguyên thế là ăn những thứ gì chứ vậy không phải là quá khoa trương rồi sao tuyệt đối không khoa trương đâu lông sâm nè thùng hoàng xí nè mấy thứ này chỉ nghe tên thôi là người phải biết nó trân quý tới mức nào rồi thậm chí các bậc đại năng còn có thể uống ngộ đạo trà nữa cơ Diệp Phàm há hốc miệng, thực sự là không biết nói thế nào nữa, qua một thời gian dài mới nói. Túy tiên khuyết này, rốt cuộc là do người phương nào mở ra vậy? Gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên lây lịch trước dọa người, trong tám cửa rượu lớn nhất ở trong thánh thành này thì có thể xếp hạng trong ba hạng đầu. Chờ <laughs> ta quét sạch vật liệu đá của các đại thánh địa xong, mỗi ngày sẽ mời ngươi tới nơi này ăn tiên yến, Di Phạm cười, nói Tiền ý ngươi chỉ có thánh chủ mở tiệc chiêu đãi bậc đại năng mới có thể ngẫu nhiên mở một lần, chúng ta đừng có nghĩ nhiều thì hơn. Lý Hắc Thủy lắc đầu. Thần thành ban đêm thực sự là không giống nơi nào khác. Dọc những con đường cổ kính là những vùng cung điện khiến cho người ta như thấy lạc vào tiên giới tự như ảo mộng vậy. Ở phía trước là một vùng ánh sáng. Dịu dục hồ trông đẹp đẽ như một viên mỹ ngọc, lấp lánh lam quang giống như một khối bảo thạch khổng lồ bên hồ sớm đã có đầy người đứng hầu hết đều là thanh niên tất cả đều đang ngẩng đầu chờ đợi cảnh đêm nay thật sự không tệ nữa. các loại hoa cỏ bên bờ đều lóe sáng mờ mờ hoa vùng nước hồ màu lam trong suốt giống như một khu vườn thần tiên thế ngoại ánh trăng trắng như bạc chiếu xuống trên mặt hồ có mười mấy chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ trên đó đều là những mỹ nhân y phục phất phơ sáu ngọc du dương giống như từ chúng bồng lai truyền tới gục rửa tâm thần người khác ở chỗ xa hơn có những con thuyền rồng phượng cát, tất cả đều lấp lánh ánh sáng năm màu. Dưới bóng đêm có vẻ thật bí ẩn, mà ở sâu trong bầu trời của hồ lớn lại là những cung quỳnh điện ngọc mỹ lệ như ẩn như hiện, bị sương mù và bóng đêm bao trùm, thỉnh thoảng lại lóe lên trong suốt. Thật giống như đi tới tiên cung vậy, Diệu Trục Am đúng là có thủ đoạn thiệt nha, khiến một nơi phong nguyệt lại có thể xuất trận tới như vậy đó. Diệp phàm nói, Tất nhiên rồi, bọn họ kinh doanh nơi phong nguyệt nhưng mà thánh thành lại ít người có thể bị nổi. Chỉ có thủy nguyệt tiểu trúc, quản hàng khuyết mới có thể sánh được thôi. Rất nhiều người hẳn là hiểu được tại sao lại như thế này, mà vì sao lại đổ xô vào chứ. Ngay cả truyền nhân của các thánh địa cũng không phải là ngoại lệ nữa. Lý Hắc Thủy cười cười rồi nói. <cười> <cười> Những truyền nhân kia tâm trí như sắt thép vậy, cũng không chắc là vì động tâm mà tới cái nơi phong nguyệt này đâu. Diệp Hàm cực cực đầu nói. Ừ, điều này cũng đúng dự dục am cần thánh chủ tương lai chống lưng mà truyền nhân các thánh địa cũng muốn gặp nữ tử đẹp nhất trong hoang nhưng cũng khó nói lắm dù sao thì an dự ý cũng bất đồng với những am chủ trong quá khứ tiên tư vô song một nữ tử không tỳ vết như vậy nó không chừng thực sự sẽ khiến những truyền nhân này phải trầm luôn á dịp hàm cười nói vậy <laughs> còn ngươi thì sao Ở, ta hả ờ thì có thể ôm mỹ nhân vậy tất nhiên là rất hay rồi <laughs> Lý Hắc Thủy cười to Thôi đi, chúng ta ngàn dạng lần đừng có trầm luân thì hơn ừ, Đúng vậy, quả thật là phải cẩn thận Nhất là tiểu dịp tử ngươi còn nhỏ tuổi nè Tâm trí không thể nào kiên định được Chưa thấy qua những chuyện này thì đừng có nói ngờ. Diệp hàm chẳng biết nói gì Ngươi đừng có không tin, ta nói thiệt đó Trước kia âm chủ diệu lục am Đều khiến cho một số truyền nhân thế gia thái cổ Và thánh tử phải trầm luân Huống chi là an vũ y đời này Là một trong những nữ tử đẹp nhất đông hoang cái gọi là một trong những cũng chỉ là khiêm tốn thôi Chỉ sợ nàng là đệ nhất mỹ nữ của Đông Hoàng đó Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra nụ cười lạnh rồi nói <laughs> Tối cao của Phong Nguyệt cũng chỉ là có được nhân tâm mà thôi Nàng nếu đưa sắc thương tới Thì ta dù nhận lấy cũng còn gì đáng nói nữa chứ Ngươi ngạn dọn lần đừng có khinh thường đó Ngươi nếu mà khinh thường đó có thể sẽ rơi vào đạo của nàng đó Lý Hắc Thủy lộ ra vẻ trịnh trọng Bất ngờ nói một mặt của bọn họ ngoài những chuyện bí mật ra thì thực sự không kém hơn so với thánh địa bao nhiêu đâu Công pháp đức quỷ dị, khó lòng phòng bị lắm Bọn họ rốt cuộc tu luyện công pháp gì vậy? Chẳng lẽ có thể so với cổ kinh sao? Năm đó bọn họ có cổ pháp đạo gia sông tu Vừa rồi ta mới biết một ngàn năm trước bọn họ đã có được một bộ tâm pháp khác rồi Nghe nói là bí điển Phật giáo ở Tây Mạc Hiện giờ Phật đạo sông tu đã bị bọn họ suy diễn tới một cảnh giới hoàn toàn thần diệu rồi Sông tu? Thật sao? Diệp Phạm tuy rằng có nghe nói tới Nhưng không tin là có pháp môn tu luyện như vậy <laughs> Trong lát nữa người sẽ biết thôi à Lý Hắc Thủy cười hăng hắc rồi nói Phật giáo sao Diệp Phạm sờ sờ cầm không nói thêm gì nữa Bỗng nhiên tiếng đàn sáo đồng thời vang lên Tiếng ca tuyệt vời vang vọng khắp bầu trời đêm Động tới tâm linh của mọi người Ta ăn diệu y Tiếng nói như tiếng trời truyền tới an diệu y rốt cuộc xuất hiện nàng giống như tiên tử trên cung quản hàng khi áo xuất trường dưới ánh trăng áo trắng phất phơ bay về phía một cái chiếc thuyền hoa đó là một ngọc thuyền ngũ sắc chất đầy hoa tươi đủ màu đủ sắc chỗ nàng tiến vào sâu trong mây mù trên hồ lớn vậy là sao có người khó hiểu hỏi muốn nhìn thấy nàng thì cần phải bỏ nguyên ra mua thuyền bờ hồ lập tức sôi trào sau đó rất nhiều người liên tiếp tiến lên muốn mua thuyền ngọc đi vào bên trong hồ. Những tiếng rầm rỉ ầm ầm nổi lên. Diệp Phạm và Lý Hắc Thủy tiến tới hỏi thăm mới biết được cần số lượng nguyên vô cùng lớn khiến cho bọn họ phải liếu lưỡi. Nhưng rất nhiều người đều không thèm để ý, chỉ cần có thể gặp mặt và gần gũi với An Diệu Y là đủ rồi. Không phải chỉ là một An Diệu Y thôi sao, làm gì mà khiếp dữ vậy? Lý Hắc Thủy chẳng biết nói gì, ngay cả mua thuyền ngọc cũng ra giá trên trời, nhưng lại vẫn có rất nhiều người vung nguyên như rác. Trực tiếp bay qua không được hả? Diệp Phạm nói Rất dọa người, có thể bị đánh ngược trở về đó Lý Hắc Thủy nghĩ một chút Tìm kiếm trong đám người Ánh mắt sáng lên, nói Có rồi Gái nhìn thẳng về một đệ tử đại giáo Cười hăng hát rồi nói <laughs> Đó là đệ tử thứ bảy Của trưởng giáo ngũ hành cung Ta đã từng gặp người này rồi Đệ tử của ngũ hành cung này trả giá trên trời để mua một con thuyền rồng thật lớn dùng để du sơn ngoạn thủy, so với những thuyền ngọc bên cạnh cao hơn nhiều, trông rất hùng vĩ. Diệp Phạm cứ nghĩ là Lý Hắc Thủy sẽ thuận thế mà lên thuyền, nào ngờ Lý Hắc Thủy lại đi tới, rồi gọi ra một cái gã tùy tùng của đệ tử ngũ hành cung kia, rồi thì thầm một lúc. Kết quả là tên tùy tùng kia giống như lửa đốt mông, vọt lên thuyền rồng bẩm báo. Đệ tử thứ bảy của ngũ hành cung lập tức biến sắc, đi xuống thuyền rồng rất nhanh, vội vã đi xuyên qua đám người. Lý Hắc Thủy nghênh ngang đi lên thuyền rồng, sau đó ngoắc ngoắc nhìn Diệp Phàm, mời hắn đi lên, những người xung quanh đều không hiểu cái gì, chẳng biết thế này là thế nào. Chủ nhân của thuyền rồng đột nhiên lại thay đổi, cứ như vậy nhìn họ tiến vào trong hồ lớn. Người nói cái gì với hắn vậy? Dịp Hàm hỏi. hắn <laughs> dạng, dạng chỉ cung cấp một chút tin tức thôi à, nói với hắn là một vị hung thê như cặp cái sắp tới rồi. Lý Hắc Thủy chẳng hề để ý chút nào mà nói. Người thức đức như vậy hả? Diệp Phạm bước đầu hiểu được thủ đoạn làm việc của Lý Hắc Thủy rồi. Lý Hắc Thủy cười hăng hát rồi nói <laughs> Hôn thê của hắn là con gái nhỏ của trưởng giáo ngũ hành cung Hắn ngay cả nghi ngờ cũng không dám ở lại đây thêm Chuyện này liên quan tới tương lai của hắn mà Trong hồ lớn có rất nhiều thuyền ngọc Nhưng lớn như thuyền rồng thì số lượng lại có hạn Đều bị một số đệ tử đại giáo mua rồi Bọn họ đứng trên đầu thuyền Dùng thương lực khống chế Rẽ gió vượt sóng Đi vào sâu bên trong cái hồ lớn Sát khí hai người đều cảm nhận được sát khí phi thường cường đại tuy nhiên lại không phải hướng về bọn họ cách đó không xa một con thần thuyền còn lớn hơn cả thuyền rồng của bọn họ phía trên có một nam nhân mặc áo tím đang đứng chấp hai tay sau lưng tóc đen tung bay đôi mắt thâm thúy vô cùng thiếu chủ của thuyền yêu cung lý hắc thủy cả kinh nói ở phía đối diện có một con thuyền hoàng kim lớn cũng rất to lớn giống như cả một cung điện vậy phía trên cũng có một nam tử đang đứng gã mặc một cái bộ hoàng kim chiến y cao lớn oai hùng làn da màu đồng cổ sắc mặt như đau khắc lông mày rậm to có vẻ vô cùng oai hùng truyền nhân của gia tộc hoàng kim bắc nguyên lý hắc thủy cười hăng hắc rồi nói không nói tới các thánh địa nga riêng hai người này đến đây sẽ có trò hay để xem rồi không lâu nữa bọn họ sẽ đại chiến một trận cho mà coi <laughs> thiên yêu cung và hoàng kim gia tộc hả? Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Hàm nghe nói tới. Ở Thánh Thành lúc trước, hắn từng gặp được người của hoàng kim gia tộc Bắc Nguyên vượt mã hoành không đạp trên đầu của người khác mà qua. Đều là thế lực siêu cấp, ngăn hàng với Thánh Địa đó. Lý Hắc Thủy thấp giọng cười, nói <cười> Đêm nay chờ trò hay diễn ra thôi. Bên kia cũng có một con thuyền rồng, so với chiếc thuyền của chúng ta thì lớn hơn rất nhiều, dường như là hoàng tử đại hạ. Diệp Hàm nhìn ra xa, đúng vậy đó tiểu ni cô ẩu trắng suốt trận kia cũng tới đây kìa thật là có ý tứ nha huynh mụi cùng nhau tới địa phương này lý hắc thủy nở nụ cười xa xa hoàng tử đại hạ tóc đen tung bay tư thế oai hùng vô cùng phấn chấn chiến y thần thiết trên người của gã sáng loáng chính đạo long khí lượn lờ trên thân thể gã như thiên đế lâm trần vô cùng thần võ ở bên cạnh gã là một tiểu ni cô tinh thuần đôi mắt to đen lấy vô cùng ngạc nhiên với mọi thứ nhìn rất hồn nhiên hắn cũng tới đây diệp hầm ngẩng ra bên bờ một con hoàng kim thần thư với toàn thân rực rỡ như thần hỏa thiêu đốt có một năm những áo trắng ngồi ngay ngắn trên đó không thừng như ngọc nho nhã mà anh khí có một số người dù đứng ở trong biển người mờ mịt cũng khiến cho người ta chỉ liếc mắt đã nhận ra họ như những sủng nhi của trời cao không muốn người ta chú ý cũng không được gã là khương trực phi đây là một người con cháu của khương gia ngày xưa khi ở nam vực khi dẫn tiểu đình đình và khương lão bá đi mang trở về khương gia thì dịp hàm có ấn tượng rất sâu sắc với gã thậm chí còn hoài nghi thần thể khương gia chính là gã nữa tiểu đình đình có khỏe không khương lão bá người như thế nào rồi diệp hàm tự nhủ thời gian nhoáng một cái đã qua bốn năm rồi không biết hai người kia hiện tại như thế nào rồi diệp hàm cũng không ở cùng bọn họ lâu nhưng lần đầu tiên ở thế giới này có cảm giác như về nhà khoảng thời gian đó thật ấm áp còn hoàng kim thần thư này đặc nguyệt mà tới, bốn vó dẫm lên mặt hồ, toàn thân rực rỡ. Khương Dược Phi với áo trắng như tuyết, một người một thư vô cùng bắt mắt, như là thần linh lâm trần. Nhân giật bực này vừa thấy đã biết là bất phạm rồi. Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng tán thưởng. Người có biết thần thủy Khương Gia là ai không? Vô cùng thần bí, ai cũng không biết được. Lý Hắc Thủy lắc đầu. Có lẽ chính là hắn đó không thử nào lý Hắc thủy vô cùng kinh ngạc không lâu sau bọn người diệp hàm đã đi tới chỗ sâu trong đại hồ một đám sương lượn lờ khí thức thánh khiết tràn ngập hồ nước trong suốt lóng lánh như đi tới quỳnh hải những nhân vật lợi hại tối nhiều thêm một chút rồi lý Hắc thủy nhìn về một phía khác nơi đó còn có một con thuyền lớn lóe ra u quang trên đó có một nam nhân mặc hắc y vô cùng lạnh lùng bộ dáng như ở xa ngàn dặm đây là con trưởng của cường đạo thứ ba từ thiên hùng từ hằng là đệ nhất cao thủ trong mấy tên con cháu đại cường đạo đánh đầu thắng đó không gì cản nổi là một cao thủ tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ đông hoang hắn chính là từ hằng sao diệp hàm cẩn thận đánh giá làn da từ hằng tinh oánh như tuyết vô cùng đặc biệt như một tầng sương lạnh lấy như lãnh tuyết nhưng lại không có chút âm u nào thường mang nội uẩn như một thanh thường kiếm che giấu trong trời sau Ngươi chờ đồ phi thật lớn mật nha Dám trúng áp đệ đệ của hắn Nên để ý một chút đó Không thể để hắn bước được Tất cả các con thuyền đều dừng lại ở sâu trong đại hồ Vì một đôi phượng thuyền đầy hoa tươi đang ở ngay phía trước Giữa không trung thiên cung rực rỡ Nguy nga sừng sững Làm cho người ta có cảm giác không thực Tiên nhạc như trần Như từ cửu thiên truyền xuống Chính nữ nhân nhanh nhẹn ca múa Dưới đêm trăng như tiên nữ giáng trần Kỹ thuật uyển chuyển mê hoặc lòng người chỉ là dịp Phàm cũng không thể không cảm thán những nữ tu sĩ này xinh đẹp như tiên, thần vận vô tận. Nữ nhân phàm nhân dù xinh đẹp động lòng người như thế nào cũng không thể lăng không vũ động như vậy. Đối với nhiều người thì đây đúng là tiên tử trong mơ. Bỗng nhiên có người ngự thần quan thánh kiếm tới, chiếu sáng cả dịu dục hồ, nhoáng cái đã tới nơi. Đây là một nam nhân hoàng y, từ thế oai hùng hiên ngang, rất có khí chất. Thánh tử của đại diễn thánh địa, hạng nhất phi, Diệp Phạm kinh ngạc, những người này cũng đã công khai tới rồi. Có chút không hợp lý ngờ. Lý Hắc Thủy cũng thấy rất dị thường nói. Thiếu chủ thiên yêu cung, truyền nhân hoàng kim gia tộc, hoàng tử đại họ, nhân kỳ khương gia, thánh tử đại diễn thánh địa hạng nhất phi. Thiếu được sau lưng bọn họ sừng sững không nên như vậy, phải che giấu thân phận mới phải chứ. Diệp Phạm gật đầu. Đúng vậy, dù sao thanh danh của Diệu Dục An không tốt, những người này lại cao sang phách lối như vậy Thì nhất định có nguyên nhân rồi Hai người nhất trí phán đoán Chắc chắn có điều bất ngờ rồi Bằng không những người này dù tới phong hoa Cũng phải bận tâm tới thanh danh Mà không dám dùng chân thân xuất hiện Bỗng nhiên tiếng đàn hát trên bầu trời bỗng ngừng lại Bốn phía trở nên yên tĩnh Phía trước Ăn dịu y áo trắng phất phới Đón gió mà đứng Như có thể thuận gió mà đi Tăng ưu đa dịu tổn đạo hành nhập sơn hữu khủng hằng sư tình thế gian an đắc sông toàn pháp bức phụ vô danh bức phụ khanh âm thanh tự nhiên phiêu động giữa bầu trời đêm an diệu y với mái tóc màu đen bay múa linh hoạt kỳ ảo tuyệt trần thần tú nội uẩn ngọc cốt thiên sinh tiên tư vô sông tất cả mọi người ngẩn ra diệu nhất định là chỉ đủ loại diệu dục vô danh là chỉ đại đạo khanh đúng là kính xưng với người ý tứ câu này rất rõ ràng thế gian an đắc sông toàn pháp thanh âm của an diệu y lay động nhân tâm ánh mắt lướt nhìn qua tất cả mọi người nàng lại nói ra những lời như vậy khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc chẳng lẽ nàng muốn rời diệu dục am mà đi nhập sơn ẩn thế thoát khỏi phiến ô uế diệu dục am này sao tất cả mọi người trên nhiều thuyền ngọc ở đại hồ lập tức chấn động nữ nhân đẹp nhất đông hoang quả nhiên không tầm thường An tiên tử, ta hiểu được nỗi khổ của nàng, ta nguyện ý cùng nàng ẩn thế trong núi rừng. Lập tức có người hô lên. Phốc phốc, đáng tiếc, kẻ tiên phong này lại khiến cho những người khác không vừa mắt, lập tức bị đẩy rơi vào trong hồ. An tiên tử, nàng thánh khiết xuất trận như thần nguyện trên bầu trời, khi trời khỏi nhiều dục âm, thoát khỏi bùng lậy, ta nguyện cùng nàng kết bạn mà đi. Người này tuy rằng không nói gì tới việc ẩn cư cùng với nhau, nhưng ý tứ cũng không khác gì nhiều, kết quả hắn cũng bị người ta đạp vào trong hồ nước. Lại thêm một người nữa bị đánh rơi vào trong nước, khiến cho những người khác không dám nói gì, sợ trở thành công địch. Thật khó, thật khó mà. Thôi tối nay chỉ đầm pháp luận đạo thôi vậy. Thanh âm An Diệu Y vô cùng êm tai, giống như từ chính tầng trời truyền xuống vậy. Nàng rốt cuộc là có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ muốn trở thành một đời tiên tử thánh khiết, không muốn chìm trong dịu dục hả? Ngay cả Lý Hắc Thủy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, An Diệu Y nếu muốn tuyển ra một ít người để đàm pháp luận đạo nhưng lại không muốn làm cho người khác rét lạnh, quyết định tối lên một cầm khúc, nhẹ nhàng múa một lúc ở dưới ánh trăng khuyết. Tuyết trắng vấy dài phiêu động, nàng bay lên không trung, sau lưng là một cái vầng trăng thật lớn, chiếu rọi thân hình nàng. Thân nguyệt này có đường kính tới ba thước, khiến cho nàng trở nên vô cùng thánh khiết, quả xứng với danh xưng quảng hằng tiên tử lâm thế. Nàng vũ động thiên phong, tuyệt đại khuynh thành. Cách đó không xa, một cây đạo cầm lơ lửng giữa hư không, trong suốt lóng lánh. An Diệu Y băng thanh ngọc cốt liên tục vũ động dưới ánh trăng vô cùng uyển chuyển, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ điểm, đánh ra nhiều điểm thần quang, kích thích dây đàn, phát ra tiên âm. Nàng vừa múa vừa đàn, mê động lòng người. Kỹ thuật của An Diệu Y tuyệt trần khiến cho người ta như đang chứng kiến thần nữ hạ giới, mà tiếng đàn lại như tiên nhạc, lòng người không thể tự kiềm chế, Nàng bay múa ở giữa vần trăng Còn cách không đánh lên tiên âm như vậy Khiến cho người ta kinh thán say mê không thôi Bỗng nhiên trong trời đêm Có bay tới một ít chim thước Đều cấp thêm một đóa hoa trong suốt Cùng nàng bay múa Tất cả những người phía dưới như ngay ra Hoa vũ đầy trời rơi xuống Từng trận mùi thơm truyền ra Bác điểu và nàng cùng ca múa Thực sự khó có thể tưởng tượng được Càng khiến cho người ta mê đắm An dụ y cất lên tiếng hát Dịu âm động tứ phương ngay cả cá trong hồ cũng nhảy lên theo tiết tấu lợi ca tiếng nhạc của nàng mà vũ động tam tuyệt ca vũ cầm khiến tôi dịp hàm cũng phải kinh sợ đây đúng là hoàng mỹ không tìm hết nữ nhân được xưng là đẹp nhất đông hoàng quả thực là kinh người giữa thần nguyệt những đóa hoa trong suốt như mưa nàng nhanh nhẹn bay múa tiếng đàn minh động bách điểu cùng hợp cá tôm nhảy lên mặt nước hết thể trở thành một loại diệu cảnh tiếng đàn chấm dứt Điệu múa dừng lại, lời ca trôi đi, cả thiên địa là một mảnh yên lặng. An Diệu Y đứng yên, rất lâu sau mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Diệu Y nguyện đàm pháp luận đạo cùng chư vị Đây như một tinh linh dưới đêm trăng, nhẹ nhàng bay về phía trước, tiến vào một quỳnh lầu ngọc điện. Nơi đó là một phiến cung điện, nàng biến mất ở một tòa ngọc khác. Rất nhiều người lúc này mới tỉnh mộng, tranh nhau bay về phía bầu trời, muốn được gặp lại nàng lần nữa. Xong rồi, mỹ nữ này đã khiến ta động tâm rồi nè Nàng thật sự là một loại thần dẫn đặc biệt mà Lý Hắc Thủy nói <laughs> Hắc ca nè, người sẽ không nhanh như vậy mà rơi vào tay địch rồi chứ Diệp Hàm cười nói Người ta nói tiểu Diệp Tử ngươi nè Tuổi còn nhỏ đừng ra vẻ nhìn thấu tình đời nữa Đừng có bộ dáng độc tình như vậy Người trẻ tuổi khi đối mặt với nữ nhân nên trầm luân Nếu không thì không phải là người bình thường rồi Khóe miệng Diệp Hàm hiện lên vẻ tươi cười được rồi, được rồi. Chúng ta đây thương lượng như vậy đi. Bất kể nàng ta thực muốn rời khỏi dự dục am, làm tiên tử thánh khiết nhất đông hoang hay là gì chiếm lòng người mà cố ý như vậy, chúng ta đều nghĩ cách mang nàng đi. Thế nào? Lý Hắc Thủy nhìn hắn một lượt rồi chật vỗ vai hắn thật mạnh, nói Đủ rồi, đi thôi. Hắc ca ca muốn ông Mỹ Nhân trở về. Trong trời đêm, quỳnh lâu điện ngọc lưu chuyển quang huy giống như lầu cát trên tiên giới khiến cho người ta cũng phải động lòng. An Diệu Y đã đi vào, nơi ngọc điện kia đứng đầy người, bị một đạo tiên quan ngăn cản, không có mấy ai có thể tiến vào được. Đây là ngộ đạo tiên môn, không hiểu ra lạc ứng đại đạo, nhất định thì căn bản không thể vào được. Những người dưới tứ cực bí cảnh, ngoại trừ các cá nhân đặc biệt thì nhất định bị ngăn cản. Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Hoàng tử đại hạ lông hành hổ bộ, lông khí quấn quanh thân, chiến y thường thiết lóng lánh như thiên đế hạ giới. Ngộ đạo tiên môn căn bản không thể ngăn cản được gã, cả gã tự mình tách ra, nắm lấy tiểu ni cô áo trắng rồi đi vào. Soạt, Hào quang chật lóe lên, thiếu chủ thiên yêu cung với áo tím phiêu động, đôi mắt thâm thúy cũng ung dung tiến vào. Tiếp theo thánh tử đại diễn thánh địa Hạng nhất phi, cũng giá thánh kiếm đi tới, nhón lên rồi đi vào. Từ trên bầu trời một con hoàng kim thần thư đạp nguyệt mà tới, nằm nhân mà áo trắng như tuyết trên đó cũng nhảy ra, khí chất nho nhã suốt trừng, Khương Giật Phi cũng tiến vào trong tiên môn. Trong lòng Diệp Phàm chợt nảy lên thầm nghĩ người này quả nhiên không đơn giản, càng thêm hoài nghi gã chính là thần thể của Khương Gia. Hết tập 79 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.